Hello anh em, là mình nha. Ở clip hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ với anh em về cái sản phẩm bên mình bị lỗi đổi trả. Đấy, thì bây giờ là hàng của cái anh tên là Khánh Gia này đã gửi từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra. Thì anh ấy lần trước anh có mua mình một con IC tăng áp, thì anh ấy bảo là cái con IC này anh đi là nó bị hụt nước ga đầu. Đó, thì bây giờ là anh ấy gửi cho mình thì mình sẽ test luôn và mình sẽ xem là nó có phải là nó như thế không. Nếu mà nó đúng như thế thì mình sẽ bảo hành luôn cho anh ấy, và ngay ngày mai là mình sẽ gửi hàng cho anh ấy luôn. Và ok, đây là một anh nữa tên là Lê Trung Đức này, ở Thanh Ba, Phú Thọ. Thì cái sản phẩm anh ấy mua bên mình nó cũng là một con IC tăng áp đó, thì anh bảo nó chết nó không nổ được. Thì bây giờ là mình sẽ test luôn cho anh em coi. Đây là bao bì của nó, là gửi ra là vẫn nguyên si, nguyên siêu của bên chuyển phát anh em nhé. Đó, ok. Thì bây giờ là mình sẽ test luôn trên cái con xe zin này, con xe zin này của khách anh em nhé. Đó, thì mình đang tiện làm thì mình sẽ test luôn, vì vừa lấy là mình mới nhận được, thì là mình sẽ test luôn cho anh em coi xem là cái con IC của cái anh Khánh Gia nên mới lại cái bạn Trung Đức đây nó có bị vấn đề gì không, mà gửi bảo hành. Ok, đó là cái sản phẩm bên mình thì bán ra là đều sẽ được bảo hành anh em nhé. Nếu như trong trường hợp anh em lắp mà nó có vấn đề gì, bị lỗi hoặc trục trặc mà anh em đã kiểm tra là đã chuẩn đoán là đúng là do cái con này bên mình gây ra, thì gửi cho mình là mình sẽ bảo hành. Đó, thì đây là các cái sản phẩm là chiều nay mình sẽ ship hàng nha anh em. 4 giờ bên mình ship hàng và bây giờ là 3 giờ 32 phút rồi. Đó, thì sáng nay mình đã ship đi 15 đơn và đây là 10 đơn. Ok, còn một số các anh em ở đây là mình chưa gạch này, thì là ngày mai mình ship. Đó, bây giờ là mình sẽ thao tác luôn nhá anh em nhá. Rồi bây giờ là mình sẽ gắn cái máy quay của mình vào đây đã. Ok, đang làm clip thì khách vào, thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục với cái này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ phui luôn anh em nhá. Đó, cái bao bì nó gửi ra như thế nào thì mình vẫn để nguyên. Đó, và đây thì bây giờ là mình sẽ tắm trực tiếp ở trên con xe zin này. Và bây giờ là mình sẽ để nổ con xe zin này trước đi. Đó, xe người ta đang nổ bình thường. Ok, thì bây giờ là mình sẽ khui cái em này ra. Mình làm clip thì mình quen mồm hay nói ok thì có rất nhiều anh em phản hồi là ok ok nhiều quá, thì có khả năng là đợt tới là mình sẽ bỏ cái từ ok đi. Đó. Ây da, anh này gói rất là cẩn thận. Thì khi mà sản phẩm bị lỗi về thì bên mình sẽ test trực tiếp xem là nó có vấn đề gì không, nó có đúng như khách hàng thông báo là bị lỗi, có thể là nổ lụp bụp hoặc là nó chết không nổ được. Thì theo như cái anh mà mua cái con IC ở đây thì anh bảo con này đang bị nổ lụp bụp vào cái nước ga đầu. Đó, thì cái ổ của xe zin đây thì các bạn rút rắc ra. Con xe này của người ta cũng đi được đến bây giờ là 20 năm. Đây là zin Việt, đây mình quay cho bên này cho anh em coi, nó là cái zin Việt đời lốc vuông anh em nhá. Zin Việt đời lốc vuông này nó ra cách đây khá là lâu năm rồi anh em ạ. Đó, thì để mình rút ra đã. Đó, cái ổ nó như thế này thì anh em cứ thế là cắm thẳng vào kệ nó. Ok, ghim là dây đen. Và bây giờ là găm vào đây, tách ra nó khỏi cái dây màu xám ở đây. Bây giờ là mình sẽ để nổ. Đó, nổ ngon lành anh em ạ. Đây, quay lại một lần nữa của anh Khang Gia nhé. Đó, thì lần trước có một anh ấy ở Hà Nội thì anh bảo anh đang đi giữa cái đường giải phóng ấy, thì nó nổ pép một phát là nó chết luôn.
Thế mình đi suốt từ ngày đến giờ nó không ảnh hưởng gì. Đây là của anh Khang Gia này. Anh ấy bảo nó bị lộp bộp cái nước ga đầu thì mình sẽ tăng tốc nhé. Đó. Rồi ok, bây giờ trước mắt là mình sẽ coi như con này nó là ngon đi. Để mình sẽ test sau. Và bây giờ là mình sẽ rút nó ra đã. Để mình test luôn cái con mà họ bảo là nó bị chết kia. Đó. Thì đây của cái anh này là anh Lê Trung Đức ở Hạnh Cù Thanh Ba Phú Thọ. Phú Thọ nó cách Tuyên Quang có mấy chục cây thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bóc luôn. Ây da. Khui zin. Thì những cái sản phẩm bên mình ấy, nếu mà có liên quan đến bảo hành thì mình sẽ bảo hành công khai luôn cho anh em coi. Thì mình định làm cái clip này kéo dài từ đầu đến đuôi, nhưng mà mình quá trình mình đang quay ấy, thì khách họ vào thì mình phải tạm dừng clip, là bây giờ thì mình mới khui được. Đó, thì cái anh Khang Gia, à anh gì đây, anh Trung Đức nhá. Đó, có thể là nhìn thấy cái luôn là cái túi ni lông anh gói đây. À, cái cao su ở ngoài. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cắm vào. Con này là theo như anh ấy có gọi điện cho mình trước thì anh ấy bảo là nó không nổ được, nó chết. Thì bây giờ là mình sẽ test luôn. Các cái sản phẩm bên mình bán do anh em ra thị trường ấy thì nó bị lỗi rất là ít thôi. Cái sản phẩm nào bị lỗi thì mình sẽ quay lại cho anh em coi trực tiếp luôn. Và những anh em mà ví dụ như anh em mà có cái tên ở đây, ví dụ là anh Lê Trung Đức này ở Hạnh Cù Thanh Ba Phú Thọ, thì anh em có thể là xem lại cái clip này của mình. Và bây giờ là mình sẽ test luôn cái con này xem nó như nào. Đó. Con này thì theo như lời anh ấy bảo là nó bị chết rồi, nó không nổ được. Anh ấy thử đi thử lại nó không nổ được. Và bây giờ là mình cho phát vào lổ luôn đấy. Đó, rất là nhạy lổ anh em nhé. Anh em để ý cái tiếng đề nhé. Đó, nhạy hơn là cái con IC ở trên cái xe này nhiều luôn. Mà đây là IC xịn. Đó. Ok chưa ạ? Đây cái chiến trường mình vừa bóc hai cái túi đây. Đó, anh em có thể thấy là cái con Zim mà Zim Việt của Honda Việt Nam ấy, mà cái đời lốc vuông ở đây thì anh em cũng biết là nó ra lâu năm lắm rồi. Con này nó ra, nhưng mình nhớ không nhầm, nó ra năm 99 2000 gì đó. Đó, thì anh ấy bảo là con này là chết không nổ được. Thì về đây là cái xe này của khách này. Anh em nhìn cái tem thì biết này, chứ không phải là xe của mình nhá. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tắt máy đi. Mình rút cái thằng này ra. Và mình sẽ lại cắm lại cái con zin ở trên xe của người ta xem là nó cái độ dễ nổ nó như nào. Cái này cũng rất là nhạy nổ anh em nhé. Thì mình có kéo ga lên thì giữa hai con IC này nó không có gì thay đổi so với con IC này. Đó. Thì cái sản phẩm bên mình đưa ra thị trường thì mình cũng rất là tin tưởng cái chất lượng của nó. Thì đây là điển hình nhất là có hai anh ấy, thì anh ấy có gửi hàng về để bảo hành ấy, thì mình cũng chưa biết là cái sản phẩm của mình cần phải bảo hành nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình sẽ bóc hộp cho anh em coi trực tiếp luôn. Đó. Thì sản phẩm vẫn là ok. Đó. Thì tất nhiên là người ta gửi bảo hành cho mình thì mình sẽ đổi cho người ta con mới nhé. Mình sẽ đổi cho người ta con mới ngay lập tức anh em nhé. Đó, còn cái con này thì nó vẫn sống bình thường. Thì mình để ở đây thì mình test xe cho khách cũng được, không vấn đề gì cả. Đó. Ok. Vâng, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip mà mình test gửi bảo hành đổi trả cho anh em đó. Thì anh em nào có nhu cầu muốn đặt những cái sản phẩm bên mình như trên những cái clip mà mình làm từ trước đến nay, thì anh em có thể là liên hệ theo số điện thoại 0165 614 6888.
gặp Kinmoton thì bên mình sẽ tư vấn trực tiếp và sẽ có thể là hướng dẫn anh em lắp trên xe trực tiếp luôn. Ok, xin chào anh em.